Chương trình điểm tin của trang Cha Tâm VN xin trân trọng kính chào quý vị trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những tin chính sau đây. Tin truyền tin chưa Chúa Nhật ngày 3 tháng 8. Đức Giáo Tông thăm trụ sở dòng tên. Thắt chặt an ninh cho chuyến tông du Hàn Quốc. Trung Quốc lo sợ tôn giáo ngày càng phát triển. 66 năm Lego hiện diện tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần điểm tin về Đức Giáo Tông. Mặc dù trời mưa lớn, nhưng hàng ngàn khách hành hương vẫn quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng với Đức Giáo Tông đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 8. Suy tư về bài phúc âm Chúa Nhật này, Đức Giáo Tông đã nói về phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá, và tại sao bánh và cá nhân lên gấp nhiều lần. Đức Giáo Tông giải thích rằng, khi nhìn thấy dân chúng, Chúa Giê-xu cảm thấy xót thương cho những người túng thiếu, Ngài lo lắng và cho họ ăn. Đức Giáo Tông nói, chúng ta thường nói về những người nghèo, nhưng khi nói về họ, chúng ta cảm thấy rằng người đàn ông này, người đàn bà nọ, các trẻ em ấy có đủ điều kiện cần thiết để sống không? Chúng ta có biết rằng họ không có ăn, không có mặc, không thể có thuốc men, cả các trẻ em nữa không thể đến trường. Và vì thế các nhu cầu của chúng ta, cho dù hợp lý, sẽ không bao giờ cấp thiết bằng các nhu cầu của người nghèo, không có điều kiện tối thiểu để sống. Đức Giáo Tông cũng chia sẻ thêm về hai mặt đối lập giữa lòng thương xót của Chúa và sự ích kỷ của con người. Ngài nói, biết bao nhiêu lần chúng ta đã quay mặt đi nơi khác để không trông thấy những người anh em cần giúp đỡ. Né nhìn là một cách nói lịch sự để né tránh. Bạn tính thoát ra khỏi nó và để họ tự lo liệu lấy. Nhưng điều này không phải là thái độ của Chúa Giê-xu, đó là sự ích kỷ của con người. Sau bài chia sẻ, Đức Giáo Tông đã xướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Giáo Tông đã chào tín hữu Roma và các khách hành hương thuộc nhiều nước khác nhau. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, nhân dịp lễ thánh Ignacio đấng sáng lập dòng tên, Đức Giáo Tông Francisco đã bất ngờ đến trụ sở dòng tên để cùng mừng lễ. Đức Giáo Tông muốn chuyến thăm của Ngài diễn ra âm thầm và trong tinh thần anh em cùng một đại gia đình dòng tên, nên không ai được biết về chuyến thăm của vị khách đặc biệt này cho đến phút cuối cùng. Sau khi dùng bữa trưa, Đức Giáo Tông vui vẻ chụp hình kỷ niệm với nhóm đầu bếp và một số vị khách của cộng đoàn Curia. Sau đó, Ngài được cha bề trên tổng quyền và quý cha hướng dẫn đi viếng nhà nguyện của cộng đoàn. Đức Giáo Tông chăm chú lắng nghe một cha giới thiệu về những bức tranh ghép đá và kính màu trong nhà nguyện. Trước khi trở về Vatican, Đức Giáo Tông đã nán lại thăm hỏi, trò chuyện và chụp hình với các anh em cùng dòng. Khoảng 50.000 thanh thiếu niên giúp lễ đến từ Đức, Áo và Thụy Sĩ đang có mặt tại Roma để được gặp Đức Giáo Tông Francisco. Cậu Benedict Huy đến từ Tổng giáo phận Munich và Freising cho biết cảm nghĩ như sau. Cháu nghĩ rằng có khoảng 4.000 người đến từ Munich và khoảng 50.000 người từ khắp nước Đức có mặt tại đây. Đó là thời điểm rất đặc biệt trong cuộc đời của cháu vì cháu chưa bao giờ được đến gần với Đức Giáo Tông. Vào ngày thứ ba năm tháng 8, Đức Giáo Tông đã tạm dừng kỳ nghỉ của mình để gặp gỡ hơn 50.000 lễ sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi đi vòng quanh quảng trường chào các lễ sinh, Đức Giáo Tông đã bắt đầu giờ kinh chiều, cùng cầu nguyện và trò chuyện với thanh thiếu niên phục vụ bàn thờ bằng tiếng Đức. Một số bạn trẻ phục vụ bàn thánh đã có cơ hội trò chuyện và đặt câu hỏi với Đức Giáo Tông. Hầu hết các câu hỏi đều liên quan đến vấn đề phục vụ bàn thờ như thế nào để có thời gian hợp lý, và làm thế nào để đối phó với những trêu chọc từ bạn bè và những người cùng trang lứa. Tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến quý vị phần tin Giáo hội Hoàng Vũ. Cảnh sát Hàn Quốc hôm Chủ nhật vừa qua cho biết, an ninh sẽ được thắt chặt ở Seoul khi Đức Giáo Tông Francisco cử hành thánh lễ tuyên chung phúc cho hơn 100 vị tuẩn đạo vào cuối tháng này. Cơ quan chức năng sẽ thiết lập một hàng rào 4.500 mét xung quanh quảng trường Quan Hóa Môn để tăng cường an ninh cho sự kiện này. Dự kiến khoảng 1 triệu người sẽ tham dự lễ tuyên chân phúc. Cảnh sát và tình nguyện viên sẽ đứng gác liên tục tại các cửa với hàng rào chắn và máy dò kim loại.
Khoảng 200.000 người đã đăng ký trước với giáo hội và chính quyền sẽ được phép vào trong bức tường an ninh. Cảnh báo nâng lên cấp 1 cho lực lượng cảnh sát toàn quốc trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Tông. Theo một vị trong hàng giáo phẩm của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc hôm 5 tháng 8 cho biết, Bắc Triều Tiên từ chối lời mời gửi các giáo dân đến tham dự buổi lễ do Đức Giáo Tông chủ tế khi Ngài đến viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 2014. Hôm thứ Hai ngày 4 tháng 8, Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Tông đã chấp thuận việc tha vạ huyền chức linh mục đối với cha Miguel Sescoto Brockman, người Nicaragua. Vị linh mục này đã 81 tuổi và bị huyền chức từ năm 1985 vì tham gia bộ máy cầm quyền của chính phủ ở Nicaragua. Cho đến nay, cha đã chấp nhận hình phạt huyền chức này và không tham gia vào việc thi hành mục vụ, mặc dù cha vẫn là tu sĩ của dòng Marignon. Sau khi rời khỏi chính trường cách đây vài năm, cha Brockman đã viết thư cho Đức Giáo Tông bày tỏ mong muốn được cử hành thánh lễ trước khi qua đời. Đức Giáo Tông Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu này và giao cho vị bề trên tổng quyền dòng Marignon xúc tiến thủ tục tái đón nhận cha Brockman vào hàng linh mục. Cha Brockman đã giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1990 và là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2008 đến năm 2009. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 7, tại trấn Thủy Đầu, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, gần 1.000 Kitô hữu tập hợp tại khu đất nhà thờ Cứu Ơn để ngăn cản việc phá hủy. Nhiều Kitô hữu bị thương và phải nhập viện. Khoảng 1 giờ sau, đội phá dỡ mới sơ tán khỏi khu vực. Đến nay, chính quyền Trung Quốc nỗ lực để bóp nghẹt tôn giáo, kiểm soát hoặc lại trừ và phá hủy các cơ sở tôn giáo đã trở thành một chiến dịch trên toàn quốc. Năm nay, hơn 60 nhà thờ ở Ôn Châu đã nhận được thông báo phá dỡ, một số phần phụ bị đập bỏ và thánh giá bị gỡ, phá hủy hoặc trùm kín. Thành phố Ôn Châu được gọi là Jerusalem của phương Đông vì cộng đồng Kitô hữu khá lớn. Hầu hết các nhà thờ đã bị phá hủy, một số nhà thờ ở Vĩnh Gia, Ôn Châu cũng bị ra lệnh phải ngừng việc dạy và học giáo lý ngày Chủ nhật dành cho trẻ vị thành niên. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị phần tin giáo hội tại Việt Nam. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014, tại nhà thờ Thị Nghè, cha Đa Minh Nguyễn Đình Tân, linh giám hội đồng Curia Gia Định I, đã cùng với quý cha, quý tu sĩ linh giám và đông đảo hội viên Lesio hoạt động cũng như tán trợ thuộc các cấp hội đồng trong hệ thống Lesio Mariae tại Việt Nam miền Sài Gòn, đã dâng thánh lễ mừng kỷ niệm 66 năm thành lập. Trước khi diễn ra thánh lễ tạ ơn, là buổi họp định kỳ hàng tháng với phần phúc trình của hai hội đồng Regia Xuân Lộc và Curia Thủ Đức II. Cha Phêrô Nguyễn Công Danh, linh giám hội đồng Senatus Việt Nam, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng đã hiện diện trong phần khai mạc và ban huấn từ về lòng trung thành trong Legio. Trong phần giảng lễ, cha Giuse Phạm An Ninh, linh giám hội đồng Curia Gia Định II, chia sẻ biến cố mẹ Maria hồn xác lên trời là một mầu nhiệm đức tin,
Đây quả thực là viên ngọc quý trọng đại mà Thiên Chúa ban tặng cho Đức Mẹ. Cuối lễ, quý anh chị Lê Dô thuộc các cấp hội đồng cùng chụp hình lưu niệm với quý cha Linh Giám. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2014, Giáo phận Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 10 năm giám mục của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Nhân dịp trọng đại này, Đức cha cũng bày tỏ lời cảm ơn trong tình hiệp nhất tới các giám mục trong tình huynh đệ của những người kế vị các tông đồ. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn tới linh mục đoàn giáo phận là những cánh tay nối dài cho sứ vụ giám mục của Ngài. Đức cha cũng không quên bày tỏ lòng tri ân tới bạn bè ân nhân, thân nhân đã thường xuyên hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất để giáo phận luôn luôn hoạt động và phát triển tốt đẹp. Tuần lễ bồi dưỡng của Liên hội dòng Mến Thánh Giá được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh từ thứ Hai 4 tháng 8 đến thứ Sáu 8 tháng 8 năm 2014. Tuần lễ thường huấn này đã được khai mạc hôm thứ Hai ngày 4 tháng 8 trong chuỗi nghi thức khai mạc gồm có chào mừng các tham dự viên, tưởng niệm đấng sáng lập và thánh lễ. Sau khi công bố tin mừng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ đề tài thánh giá theo hướng phúc âm hóa và Ngài đã đặt vấn đề hội nhập văn hóa, làm thế nào để người Việt Nam hiểu được tin mừng của Chúa Giê-xu. Được biết, chương trình bồi dưỡng năm 2014 của Liên hội dòng Mến Thánh Giá gồm các đề tài Gia đình sống đạo do Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày vào thứ Hai ngày 4 tháng 8, Gia đình yêu thương do cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trình bày vào thứ Ba ngày 5 tháng 8, Gia đình bảo vệ sự sống do bác sĩ Teresa Lan Hải trình bày vào thứ Tư ngày 6 tháng 8. Gia đình truyền giáo do Đức cha Anton Vũ Huy Chương trình bày vào thứ Năm ngày 7 tháng 8. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống tân phúc âm hóa trong đời sống cộng đoàn do cha cố vấn Phi Khanh trình bày vào thứ Sáu ngày 8 tháng 8. Chương trình điểm tin tuần này đến đây xin được kết thúc. Chương trình sẽ được phát hàng tuần trên kênh YouTube Cha Tam VN. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt.